trưa hả, nếu mà khỏi thì dẫn anh đi khách sạn đó ngủ đi bữa đó để có gì ổng trả tiền cho, chứ nếu mà ở nhà cúp điện vậy thì trời lạnh thì tụi đâu có nổi. Vậy chuẩn bị đi mà vậy Hạnh 12 giờ Hạnh qua đây rồi mấy đỡ qua nhà là giờ là nó mới ngủ dậy á con, không kêu nó là nó không dậy luôn đó. Cho mình gọi bằng cái FaceTime có tốn tiền không con? Không hả? Thôi đưa này này. Biết cả, không kịp đợi nên mua cái cho nó. Không có nghe lời đang trước, nghe lời chuẩn bị. Xài cả. Đã hết luôn hả? Nó thấy không bắt nữa thì nó thắng thắng bị nó ăn. Sao ngồi đi, dán đi ăn chút xíu thôi. Bữa anh có qua chị không? Có. Không đi bây giờ. Không dám nè. Nói đi quên nó đi. Ừ không qua đây nha. Tới đây là Hạnh con. Happy birthday Úc Hạnh. Happy birthday. Birthday gì 3 ngày luôn à? Happy birthday ra thì có ngày rồi. Trời ơi, vậy thôi vậy còn nữa phải không? Mở đây. Mở này vô đây luôn. Hơn là nay trời tốt, không có lạnh lắm. Đây là sách dành cho cái bao nhỏ. Con đi mày không cái gì hoài. Mày đừng có sợ mày ơi. Đã nó bụng quá. Tóc vô đây nè. Bỏ đồ xong xuôi rồi nó lấy xe đi gần đồng. Canh thì tí rưỡi, canh rưỡi chạy vô ngót vô. Rồi thôi giờ xong rồi giờ đi về cho con đang đi làm chứ. Ở trên nó 4 giờ. 4 giờ đang về làm hả? 4 giờ hả? Trễ nhất cũng phải có 5 giờ bắt đầu. Nó đi sách cho em. Thứ ba không có vốn hả? Nhà con nha, vợ chồng nhà con, vợ chồng nha chưa? Có kìa rõ kìa. Trời bạn em sao? Em nói về nào bạn cả. Để ông kêu không có chuyên ông kêu không có chuyên nào. Chứ là mốt mà nó đe đi về đây là không có thể làm đem theo hơn 10.000 phải không? Người ta đâu có đi xuống bye bye rồi. Rồi say goodbye nó đi.